sư phụ giúp dùm con là sao mà con hay bị lạnh hai cái chân á, là sư phụ cho nghĩ có dòng gì theo sư phụ? Chắc chắn là có rồi. Tại anh đẹp trai quá, anh có cái nốt ruồi nghĩa chán quá mà nên mấy thằng mai nó khoái cái nốt ruồi anh đó. Phải, nó phải từ nó làm tóc đồ cho nó. Ok, thì nó có điển trên cái điện thoại thì nó biết rồi. Ok, cứ lên bàn thờ Phật lại, lại sám hối từ từ hết. Nó chuyện nhỏ mà. Nó chủ quyền của mình với bà con, ông bà của mình không à? Cho Thiên Thảo nghe đây. Anh hỏi đi, lẹ lẹ. Hỏi đi. Sao? Dạ, con như kiểu là con ngồi thiền xong rồi con thấy. Thế con phải lên bàn thờ con lại sám hối. Tại vì nhiều lúc mà... Ủa mấy năm nói được tại... Đói, bây giờ con gọi hỏi cái này ta. Đổi nghề không được á. Ok rồi, lên bàn thờ lại sám hối nha. Hello Xuân Hoa. Xuân Hoa, nói chuyện đi. Rồi, đang nói chuyện Xuân Hoa đó. Rồi, con tên gì? Con tên gì? Hello. Oh, hello sư phụ ơi. À, nghe đây. Dạ, sư phụ có giờ cho con nói chuyện với sư phụ đây không sư phụ? Con gặp sư phụ con mừng quá sư phụ ơi. Này đang nói trên livestream á nha. Dạ. Muốn nói thì cứ nói đi. Vậy con gọi lại sư phụ sao được không? Gọi sao à? Không bao giờ bắt nổi đâu. Nhiều người gọi quá thì sao bắt nổi. Giờ cơ hội mình đâu có gì đâu lo. Con hỏi gì? Hello. Dạ con chào sư phụ. À, con gặp sư phụ. Con có hai việc. Một là sư phụ con nhờ sư phụ dễ làm chán cho con. Với thứ hai nữa là sư phụ nói các vị giúp cho con. Bữa giờ con bệnh nhiều quá mà con rút hoài con không hết bệnh. Ok, vậy anh chát phải giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đồ vô phải không? Rồi phải tu tập, tự nhiên nó hết. Rồi, dễ rồi, trời ơi, cục tiên mình. Rồi, xong. Cười ha. Dạ. Tỉnh nào vậy? Ok, chủ bắt điện thoại đường dây khác nha. Hello. Chào. Alo. Rồi. Khỏe không? Nghe rõ. Nghe rõ. Dạ thưa sư phụ, con là tên là Alo. Nói đi, con nói đi. À, thưa sư phụ. Alo. Thì cứ nói đi, phụ nghe nè. Cái này bắt nội giao duyên. Ở đây thì mấy người ở Mỹ người ta bay tới đây luôn người ta gặp. Việt Nam mới bắt nội giao duyên chứ. Tôi nghe nè. Sao rồi Thiên Thu Vân? Dạ, con chào sư phụ. Alo, alo. Tôi nghe đây. Dạ, chào sư phụ ơi. Tên con là Thiên Thu Vân và Thiên Tiền. Biết rồi, biết Thiên Thu Vân rồi. Rồi làm rồi, dễ luôn, cái hàm răng đẹp luôn rồi. Dễ cho con với à con đệ tử Thiên Tiền nè. Rồi dễ luôn, Thiên Tiền luôn rồi. Rồi. Send me the MC.
Thưa chú Kiệt ở dưới Long An, hôm nay không biết hãng thế MC ta ngậu ta tên là Semiconductor thế MC. MC là cái hãng quan trọng của Đài Loan á. Là một cái chiến tranh đó là Mỹ nó bỏ bom cái hãng này banh liền á. Chứ Trung Cộng là mà lấy cái hãng này lấy nguyên cái trái đất á. Thưa chú Kiệt, dưới Long An có một cô được cậu bề trên cho điển nhập xác để trị bệnh, đọc thơ để giảng đạo cho bá thánh. Nay mình nói về nghe là thì MC thời này tất cả thiên lý thần và cả củ quyền ma quỷ họ cũng muốn lập công với Phật, với Thượng Đế, là vì Đức Phật Di Lặc sắp xuất hiện. Thì cho nên ai cũng có thể mượn danh này danh nọ để cho ngầu một chút để mà lấy lòng tin, phải không? Cũng không sao, miễn là tà mà hành chánh cũng gọi là chánh, còn chánh mà hành tà vẫn là tà. Cho nên mấy ông thầy mà mặc áo vàng mà không có cạo tóc á, mà ông làm chuyện không đúng, ông là tà. Còn mà mấy cái người mà nhập đồng á, hay trị bệnh mà hết làm đúng á, thì lại là chánh. Thì mình cứ nghĩ như vậy đúng, chánh tà mình phân theo cái sự nghiệp. Chứ mình không có thể mà nói đó là tà, rồi mấy ông thầy trong chùa là chánh, là không đúng. Cái chánh tà phân theo cái hành động và cái sự người ta làm gì á. Còn có những lúc á, người ta nói chánh thành tà cũng chừng nữa. Hà Phương ở, chào sư phụ ở Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam. Mấy ngày nay cái chết đầy, cái gì cá chết đầy ở hồ Xuân, nghe chính quyền nói tảo thanh cá không đủ oxy bị ngợp, có phải điềm nạn đói phải không thưa Hữu Kiệt? Đói, bữa nay mình đề tài của mình là đói mà. Thì bây giờ nó có nhiều chuyện xảy ra đó, Kiệt cũng chỉ biết được, nhưng mà Kiệt không có biết được làm ngày giờ nha quý vị. Là tại vì khi mà đệ nhất thế chiến cũng là đói, đệ nhị thế chiến cũng là đói, đệ tam thế chiến là cũng là đói. Mình là đang ở ngưỡng cửa đệ tam thế chiến. Ukraine với Nga đấu với nhau cũng là gọi là mới có khởi động đệ tam thế chiến. Nhưng mà đệ tam thế chiến thật sự sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào, tính từ giây phút này cho tới cuối năm, và có thể tới năm tới. Tại vì tiên cơ ở trên thì chỉ biết được 80%, còn 20% thì là Thượng Đế, tức là cha với chư Phật nha. Và chỉ có bổn phận phải thông báo cho quý vị phải làm gì thôi à. Và đồng thời trong tương lai sáng lạng của mình thì mình gán tu tập để mình được dự hội Long Hoa, được sống lại cái thời vàng kim và được gặp Phật Di Lặc, rồi Đức Thầy xuất hiện. Kiệt đã thông báo hồi cái clip hồi Tết 1998 gì đó, thì là mưa thuận gió hòa trở lại, bốn mùa trở lại. Tuy là bây giờ nó còn chút chút hơi lạnh lạnh, nhưng mà của Cali chưa bao giờ có mùa xuân nào đẹp như bây giờ. Nước ở tất cả các hồ gần mười mấy năm nay nó khô cạn, bữa nay nước nó đầy lại. Thì quý vị ở trên trời đã báo cho Kiệt biết là bữa đó, thì Kiệt cũng đã thông báo trên mạng rồi. Thì là mình có khí hậu bình thường trở lại, khí hậu của trái đất của mình bình thường trở lại, bệnh tật cũng sẽ bớt đi, tại khí hậu nó đúng mùa trở lại á, thì bệnh cũng bớt. Chỉ riêng còn cái phần cuối cùng của cái màn bị cực này nè, cái màn tận diệt này á, đó là chiến tranh. Khi chiến tranh xảy ra đó thì là mọi chuyện sẽ kết thúc, thì tất cả những cái gì mà gọi là bất thiện á sẽ bị đi vào quá khứ, không còn tồn tại trên cái quả địa cầu này nữa. Thì mình lấy cái đó để mình chờ xem